Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đang có trên tay là chiếc HTC Butterfly S. Đây là sản phẩm nâng cấp của chiếc Butterfly ra mắt vào cuối năm ngoái. Butterfly S thì có rất khá nhiều điểm tương đồng với chiếc HTC One, dù kiểu dáng thì lại có một chút giống Butterfly thế hệ đầu tiên. Chúng ta sẽ có đầu tiên ấn tượng đầu tiên đấy là máy dài hơn một chút, dài hơn và nặng hơn. Trong khi phiên bản cũ là 140 g thì phiên bản mới này chúng ta có cân nặng là 160 g và cũng dày hơn là 10,5 mm so với lại 9,1 mm ở phiên bản cũ. Chúng ta có thể thấy là ở mặt sau của máy cũng vẫn là vỏ nhựa thôi, vỏ nhựa giống như phần thế hệ đầu tiên với camera ultra pixel ở trên này, đèn flash. Phiên bản trên tay tôi cầm trên tay là màu đỏ, logo HTC in chìm. Butterfly S thì không giống như Butterfly là đã không còn cái khả năng chống nước nữa, rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thực tế là cũng không có nhiều người sử dụng cái tính năng này. Ở phía trên là khe cắm SIM, có thể thấy ở đây SIM và thẻ nhớ, ở phía dưới là cổng micro USB để sạc, ở bên cạnh là phím tăng giảm âm lượng, trên cùng này có cả phím nguồn và jack cắm tai nghe nữa. Ở trên mặt trước của máy có camera trước với góc rất là rộng và hệ thống loa hai hai trên hai bên là giống là hệ thống loa boom sao. Đây là một cái hệ thống loa rất là ấn tượng ở trên HTC One và được mang sang chiếc Butterfly S này. Butterfly S thì chạy hệ điều hành Android 4.2 mới, và ngoài ra thì máy cũng sử dụng cái giao diện là Sense 5, đấy là có BlinkFit ở ở phía giao diện bên ngoài. Có thể thấy ở đây BlinkFit. Hiện nay thì đã có hai trang web tiếng Việt là VnExpress và Tinh Tế. Chúng ta khi mà giao diện ở bên trong, máy chạy khá là mượt với cấu hình thừa hưởng rất là nhiều từ HTC One, bao gồm chip Snapdragon 600, tốc độ 1,9 rất là tốt. Máy có màn hình Full HD, độ phân giải là 5 inch, rất là đẹp, tương tự như là One nhưng mà to hơn khoảng 0,3 inch. Thừa hưởng tốt. Một điểm đặc biệt nhất ở sản phẩm này đấy chính là pin. Pin của máy dung lượng lên tới 3.200 so với lại 2.020 mAh của thế hệ đầu tiên, tức là hơn khoảng 1.200. Theo sử dụng thực tế thì máy có thể sử dụng đến 2 ngày nếu mà dùng ở chế độ bình thường. Còn nếu dùng nhiều thì chắc chắn là sẽ được một ngày làm việc trọn vẹn, mà nếu mà bạn duyệt web hay là Facebook liên tục. Giao diện trên Sense 5 thì cũng khá giống One thôi, không có gì khác biệt. Chúng ta sẽ thử truy cập trang web ở đây. Khá là mượt. Tôi sẽ thử mở giao diện dành cho máy tính. Máy load khá là nhanh. Phóng to thu nhỏ cũng khá tốt. Còn đây là camera ultra pixel với độ phân giải là 4 megapixel, tương tự như chiếc HTC One. Ở chiếc Butterfly S cũ thì máy có độ phân giải là 8 megapixel, có cảm biến là 8 megapixel. Đây, chúng ta sẽ thử chụp. Ở đây có HTC Go, là một tính năng chụp ảnh rất là mới của HTC. Khi chúng ta chụp thì nó sẽ lưu lại một đoạn phim ngắn và chúng ta có thể sửa đổi với nhiều hiệu ứng khác nhau. Tôi sẽ thử nghiệm ở đây. Nó lưu cả tiếng, cho nên là rất là để đi. Rất là nhiều cái hiệu ứng về effects và retouch. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cái dạng hiệu ứng giống như HTC One. Chiếc Butterfly S, một thiết bị khá ấn tượng. Cảm ơn các bạn.